chị mang tới nè. Hả? Em bé đâu rồi? Margot, em đâu rồi? Hả? Không. Em ấy không có ở đây. Em ấy đi vào hang động rồi. Chúng ta đi cứu em ấy thôi. Được, được thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong. Margot, Margot ơi, em đang ở đâu? Mau lên, em ấy ở bên đó. Hả? Chỉ là một bé búp bê. Chúng ta tìm tiếp thôi. Hả? À, tớ sợ bóng tối lắm luôn. Không có quái vật nào đâu. À, quái vật kìa. Hả? Này, chỉ là món đồ chơi thôi. Được rồi, được rồi. Mau lên, đi theo tớ nè. Cái gì vậy? Mạng nhện nè. Chúng là quái vật đó. Ha, là Slam mà. Quái vật không tồn tại đâu. À, chúng ta phải trốn thôi. À, oh, no. Chúng ta trốn chưa đủ kín nhỉ? Phải làm sao đây? Biết rồi. Xem và học hỏi nha. Chúng ta đi tìm Margot nào. Ô không, tớ sợ nhện lắm. Đừng lo lắng, chúng dễ thương lắm. Nhìn kìa, là đồ chơi của Margot. Cái gì? Ôi không, có chuyện gì vậy? Dễ thôi, theo tới nè. Sang bên trái. Ô không không không, sang phải. Này, ôi trời. Xong rồi, coi nào, nhanh lên. Slama, cậu đâu rồi? Tới ngay. Chúng ta lấy được đồ chơi rồi, đi tiếp nào. Túi của em ấy. Ôi không, tớ sợ khỉ lắm. Phải làm gì đây? Đừng lo lắng, tớ có một kế hoạch này. Đợi ở đây nha. Được thôi. Nè khỉ, ta ở đây nè. Bữa tối đã sẵn sàng rồi. Chúc ngon miệng nha. Cảm ơn nha, thiên tài. Chúng ta đi tìm Margot nào.
nhìn nè. Đây là manh mối sao? Chúng ta mở nó thế nào đây? Cái gì? Chìa khóa đang ở đây. Chúng ta sẽ tìm ra thôi. Tìm thấy rồi. Nhưng chìa khóa đâu? Chìa khóa nè. Yeah. Hả? Cái gì? Hả? Cái này để làm gì nhỉ? Chiếc kính này thật kỳ diệu. Wow, cho tớ xem với. Đã tìm được đường đến chỗ em ấy. Đi thôi. Này anh, mình bắt kịp cậu ấy rồi. Chúng ta đang ở chỗ bắt đầu sao? Nhưng em bé đang ở đây. Sắp tìm thấy em ấy rồi. Cửa khóa rồi. Vậy phải làm sao? Mấy cái này là sao? Tớ không biết. Ô không. Chúng ta cần phải canh thời gian hợp lý. 10 giờ sáng là thế này nè. 12:30 là như thế này. Còn 7 giờ tối sẽ như thế này. Yeah! Thành công rồi. Chào ạ. Yeah! Em bé đã quay trở lại. Quả là chuyến phiêu lưu tuyệt vời. Chúng ta đã tìm được em bé. Và chúng ta không sợ bất cứ điều gì nữa. Yeah!